Phương Mỹ Chi nói gì khi bị nhận xét nhan sắc ngoài đời? Thời gian qua, Phương Mỹ Chi là nữ ca sĩ bận rộn với lịch trình biểu diễn dày đặc. Từ các chương trình lớn cho đến sân khấu trường học, Phương Mỹ Chi luôn mang đến nguồn năng lượng vô cùng nhiệt huyết đến khán giả. Sau thành công của album Vũ trụ có bay, sức ảnh hưởng cũng như độ nổi tiếng của nữ ca sĩ 20 tuổi ngày một được nhân rộng đến với nhiều đối tượng khán giả hơn. Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Phương Mỹ Chi đã đăng tải đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đời thường, cũng như những hoạt động mà nữ ca sĩ sẽ làm trong một ngày, thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Có thể thấy, bên ngoài cuộc sống, Phương Mỹ Chi là một cô gái trụ phong cách thời trang năng động, đơn giản cũng như luôn tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để vui chơi cùng bạn bè. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cộng đồng mạng thấy rõ Phương Mỹ Chi ngày một trưởng thành và chín chắn hơn theo thời gian. Đáng chú ý, một bình luận đã để lại nhận xét với nội dung: sao mà tôi mê bé Chi này dữ á, giọng hay, ngoan lễ phép, dù không xinh nhưng được cái vui. Sau khi đọc được bình luận này, giọng ca bóng Phù Hoa liền lên tiếng phản hồi: dù không xinh, đau quá đi. Phản ứng của Phương Mỹ Chi khiến cộng đồng mạng thích thú, nhiều ý kiến đã để lại lời an ủi nữ ca sĩ và cho rằng nhan sắc của Phương Mỹ Chi vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp dù không trang điểm cầu kỳ, chưa kể giọng ca 20 tuổi còn rất năng lượng trong những hoạt động thường ngày. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.